xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Thì hôm nay em xin chia sẻ món sườn ram tại nhà, rất là ngon, hao cơm luôn nha anh chị. Nếu cảm thấy yêu thích video thì cho em xin một like, một đăng ký ủng hộ kênh nha. Em xin cảm ơn rất là nhiều. Giờ mời tất cả các cô chú, anh chị cùng làm với em nha. Thì đầu tiên em có nửa ký sườn và em chặt sẵn ra như vậy rồi ha. Giờ thì em bắt một ít nước sôi và cho một muỗng muối vào nha. Khi nước đã sôi thì mình sẽ cho thịt vô nha anh chị. Bước này giúp loại bỏ những cái chất bẩn của thịt nè. Và đặc biệt em sẽ cho một ly rượu trắng vô ha. Cái này giúp cho thịt nó mềm và sẽ loại bỏ chất bẩn không có mùi tanh nha. Đó, các anh chị thấy không? Khi nó sôi rồi chất bẩn nó sẽ ra rất là nhiều nha. Giờ thì em sẽ vớt thịt và bọt ra nha. Và em cũng vớt thịt ra cái tô như vậy ha. Và bây giờ em sẽ cho hành tỏi băm vào nha. Mình sẽ ướp nha anh chị. Mình sẽ cho nửa muỗng muối ha. Hai muỗng đường nha anh chị. Một ít bột ngọt ha. Nửa muỗng hạt nêm nha. Một ít tiêu nha anh chị. Một muỗng nước mắm ha. Một ít màu nha. Và một ít tương ớt nha. Rồi, cuối cùng mình sẽ trộn đều tất cả các gia vị lại nha. Cho nó thấm thịt nha anh chị. Rồi mình sẽ đem đi ướp trong vòng 15 phút ha. Mình sẽ cho một ít dầu vào một cái chảo nha. Giờ em sẽ phi hành tỏi, ớt băm nha anh chị. Em sẽ cho thêm vô đây một ít đường phèn nha. Sau đó mình sẽ cho thịt vàng nha các anh chị. Mình sẽ trộn đều cho thịt nó săn ha. Mình cho một ít nước sôi và mình tráng cái tô gia vị còn lại nha. Mình sẽ cho hết vô luôn. Do nãy bỏ đường phèn nhiều cho nên bây giờ mình sẽ cho thêm 2 muỗng nước mắm nữa nha anh chị. Rồi mình sẽ đảo đều nha, đến khi nước nó keo lại là vừa. Đó, bây giờ nó đã sệt lại rồi nè, các anh chị nhìn rất là đẹp nha.
Như vậy là thịt đã chín rồi đó các anh chị. Bây giờ mình sẽ cho hành lá và ớt sắc vào nha. Vậy là món thịt ram của mình đã hoàn thành rồi đó anh chị. Anh chị thấy màu đẹp không? Rất là tuyệt vời luôn nha. Món này ăn rất là hao cơm luôn á. Video tới đây em xin tạm dừng nha. Các cô chú anh chị và các bạn cảm thấy yêu thích thì cho em xin một like, một đăng ký ủng hộ kênh nha. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.